sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em. Đứng bên cạnh con đây là các nữ tu thuộc dòng ảnh thép lạ, là dòng em của dòng du xe của ngày xưa và dòng em của anh em ngôi lời Việt Nam hôm nay. Và đặc biệt đứng sát bên cạnh con đây đó là Gia Nương, phó tổng quyền đại diện cho bề trên tổng quyền của dòng, và tất cả các chị em hôm nay đến chia sẻ và chúc mừng cho các anh của mình, có đúng không Gia Nương? Các anh và cộng đoàn chúng ta thấy Gia Nương với Cha Nam ai trắng hơn? Đương nhiên là Gia Nương rồi, nhưng mà tương lai nếu mà Cha Nam dùng kem trộn thì sẽ trắng hơn nhiều. Và bây giờ không nói thêm lời nào nữa, một vài lời phát biểu ngắn gọn của Gia Nương cũng như các chị em, cũng như ca khúc được mang tên Tim Con Hân Hoan, một cách nào đó sẽ lột tả được tất cả những ý nghĩa mà tất cả các chị em hội dòng ảnh thép lạ muốn trao gửi đến tất cả các bạn chị em và các viên những người anh dòng vô đời du xe Việt Nam. Hôm nay con cũng xin đại diện đại đồng chúc mừng Ngân Thánh tỉnh Dòng Anh là ngôi đời 25 năm, là một con số rất là đẹp. Qua đó thì chúng con ở đây muốn bày tỏ một cái sự thiện nhất, và nhất là con Long Thánh cũng có sự thiện thông. Vậy thế chúng con cũng đến đây với tư cách là một chị em để chung vui và chia sẻ về hai tiếng hát của mình. Tuy là không hay giống như tất cả các thầy, nhưng chúng con sẽ cố gắng. Khi ai có dùng lên Con Tum, người ta hỏi đặc sản Con Tum là gì, có phải là cơm lam, thịt gà nướng không? Thì chúng con nếu phải rồi, rồi có phải là lá mì không? Còn nếu phải rồi, còn nữa là đặc sản gì? Có nghĩa là đặc sản tiếng Ta Na, đó là đặc sản duy nhất trên thế giới mà chúng con có. Bởi vậy hôm nay chúng con xin trình bày ca khúc Tim Con Hân Hoan, tiếng địa phương, tiếng Ta Na được dịch là Nước Con Sâu Sâu, mà chúng con xin được trình bày. Con trước
đón chúng ta ở tương lai để mang ánh sáng Đức Chúa đến với họ, đó là thông điệp tại